Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Nẻo Đường Yêu Thương. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trong giáo hội, cũng như mọi tin tức quan trọng của đời sống thường ngày trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Một linh mục bị cưỡng hôn. Vâng, cái tiêu đề nghe có vẻ giật tít câu view gớm nhỉ. Nhưng không phải đâu, đó là một câu chuyện có thật và là một câu chuyện rất cảm động. Một cô đã hôn cha, nhưng đó là cái hôn của nghĩa tình, cái hôn của sự thánh thiện, cái hôn của yêu thương cần sự nâng đỡ từ cha. Câu chuyện như thế nào? Xin quý vị xem hết video, xem từ đầu đến cuối để hiểu rõ hơn nhé. Xin cảm ơn cộng đoàn. Nụ hôn cô tư. Ngày mới chịu chức, tôi được sai về làm linh mục phụ tá tại giáo xứ Thới Long Xuân, giáo phận Cần Thơ. Đây là một điểm truyền giáo ở ngoại ô thành phố Cần Thơ, chủ yếu là bổn đạo mới. Những ngày trong tuần, tôi tranh thủ đi thăm giáo dân, nhất là những người lâu rồi không đến nhà thờ được. Hôm ấy, tôi cùng với một người khác đến thăm nhà bà Tư. Con đường dẫn chúng tôi đến nhà bà Tư là con đường đất chạy dọc bên sông, có hàng cây đu đưa theo chiều gió. Thì thoảng mấy chiếc lá vàng rụng rơi như đón chào. Mấy chú chó thấy người qua lại, sủa vang lên, làm át đi cả tiếng chim đang líu lo trên cành. Xe chúng tôi vẫn bon bon trên con đường làng. Con đường có khi sình lầy ấy, dẫn chúng tôi đi vòng vèo một lúc, rồi dừng lại trước căn nhà tình thương của bà Tư. Vừa thấy chúng tôi bước vào sân, bà Tư đã vội vã chạy ra đón chúng tôi vào nhà. Bà Tư nhìn hơi gầy gò vì tuổi đã cao, nhưng vẫn còn nét duyên ngầm của tuổi thanh xuân. Chào bà Tư! Thôi đừng chào tôi là bà, gọi tôi là cô Tư được rồi. Tôi ngạc nhiên mất mấy giây, bởi vì cô Tư năm nay đã 93 tuổi rồi, nhưng cách gọi cô Tư có vẻ hợp với tâm hồn trẻ trung và nụ cười tỏa nắng của cô hơn. Tôi đồng ý. Vậy thì con gọi là cô Tư nhé. Ừ, cô Tư vui vẻ gật đầu. Sau vài lời chào hỏi thăm, nhận thấy nét duyên xưa còn phảng phất trên gương mặt nhiều nếp nhăn của cô, tôi chợt hỏi vui. Hồi trẻ chắc cô Tư đẹp lắm phải không? Có nhiều anh theo lắm phải không? Còn phải nói, nhiều lắm. Mà tôi không thích, tôi cứ tránh mặt. Muốn làm quen tôi là phải làm quen ba mẹ tôi trước đã. Có chàng muốn làm quen với tôi đã tiếp cận anh tôi để có cơ hội nói chuyện với tôi đó. Mình là con gái mà, phải giữ cho mình chứ. Dễ dãi quá người ta coi thường thì sao? Nghe những lời cô nói, tôi thầm nghĩ rằng cô Tư đã được hấp thụ một nền giáo dục rất tốt từ gia đình, đặc biệt là từ người mẹ đáng kính đã khuất của cô. Cả bà hàng xóm gần bên cũng nói với tôi như thế. Cô Tư theo đạo đã được mười mấy năm rồi. Đức tin của cô tuy đơn sơ nhưng rất vững vàng và đáng nể phục. Cô luôn đặt Chúa lên hàng đầu. Hồi cô còn đi nhà thờ được, cô luôn lo liệu sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa để dành thời gian đến với Chúa qua từng thánh lễ. Đối với cô Tư, Chúa là một thành viên trong gia tộc của cô, nên cô yêu Chúa lắm, thương Chúa lắm. Cô Tư còn kể thêm về kinh nghiệm đức tin của mình rằng có lần cô bị chặt chân mà muốn đến nhà thờ đi lễ, nên cô thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, cho chân con bớt đau để con đi lễ. Thế là bớt thật. Cô đi lễ về, mấy bữa sau khỏi luôn, thật ngạc nhiên. Sau khi chúng tôi ban bí tích sức dầu bệnh nhân và trao mình thánh cho cô mới nói rằng: Rước Chúa xong, tôi khỏe rồi đó. Dù sao thì tôi vẫn tin rằng cuộc sống của cô Tư luôn có Chúa đồng hành. Đức tin đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ của cô đã giúp cô sống rất lạc quan và phó thác giữa những cơn trái gió trở trời của tuổi già. Trò chuyện được một lúc, chợt cô Tư hỏi tôi: Ông cha thứ mấy? Dạ, con thứ 11. Cô ngạc nhiên bảo: Ba mẹ đẻ cũng bộn hang. Vậy ông cha có nhớ ba mẹ không? Dạ, con nhớ chứ. Nhớ sao? Coi nhớ giống tôi nhớ ba mẹ tôi không nè. Tôi tò mò hỏi lại: Cô Tư nhớ như thế nào? Tôi nhớ muốn ôm lắm. Mỗi lần gặp là tôi phải ôm thật chặt, rồi tôi muốn cắn mẹ tôi một phát để thỏa nỗi nhớ. Dạ, con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhưng dừng lại ở cái ôm thôi, chứ không có cắn à. Nhớ quá thì hôn trộm lên má một phát. Nhưng xem ra cách nhớ của con cũng na ná với cách nhớ của cô Tư hen. Cô Tư cười, tôi cũng cười theo. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng cô Tư vẫn nói chuyện vanh vách, lâu lâu pha vào mấy câu thơ khiến tôi giật cả mình. Cô Tư nói chuyện rất khéo và duyên. Ví dụ ông cha kia đen thì cô nói: Không đen,
Gia cha chỉ ngâm ngâm thôi, nhưng dễ thương lắm. Còn thân người que tăm như tôi thì cô lại đỡ bằng câu: cha này tuy không mập, nhưng dáng người cao ráo, nhìn cũng không đến nỗi. Thật là an ủi cho tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị đi thăm người khác, đôi mắt cô Tư luyến tiếc như muốn chúng tôi ở lại chơi và trò chuyện lâu hơn. Chẳng biết phải làm gì hơn, bỗng chốc cô chợt lóe lên một suy nghĩ khá táo bạo. Cho tôi ôm và hôn cha một phát để tôi nhớ cha mãi. Thế là cô Tư bắt tay tôi, ôm tôi vào lòng và hôn lên má tôi. Mà có lẽ cô nghĩ là đang hôn con trai hay là cháu ngoại của cô vậy. Tôi ra về, lòng cứ nhớ mãi nụ cười của cô, ánh mắt và cả nụ hôn của cô nữa. Kính chúc cô Tư luôn khỏe mạnh và yêu đời như thế nhé. Lần tới gặp cô Tư, con sẽ đưa cả má trái cho cô Tư hôn nữa, để dù đi đến bất cứ phương trời nào, cô mãi nhớ đến con và cầu nguyện cho con, và con cũng nhớ và cầu nguyện cho cô. Bước chân tôi cứ thế vui bước, bởi có chú đồng hành và hiện thân nơi những anh chị em mà tôi gặp gỡ. Đó thực sự là niềm an ủi và nâng đỡ tôi rất nhiều trong sứ vụ mục tử của mình. Kính thưa cộng đoàn, trước mặt quý vị là bàn thờ của một đức cha Việt Nam. Trên bàn thờ, người ta bày biện đủ thứ hoa quả, nhìn có vẻ khác lạ so với bình thường. Như vậy có được phép không? Người Công giáo có được phép trưng trái cây lên bàn thờ người đã khuất không? Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe câu giải đáp, đi sâu vào văn hóa phong tục. Ba ngày Tết Nguyên đán, các cha thừa sai đã để ý tới phong tục Việt Nam nên đã dạy: mồng 1 thờ lạy Đức Chúa Cha, lần hạt năm chục cầu cho ông bà tổ tiên. Mồng 2 thờ lạy Đức Chúa Con, cầu cho các linh hồn ở luyện ngục. Mồng 3 thờ lạy Đức Chúa Thánh Thần, lần hạt năm chục cầu cho được bằng yên. Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay dạy: mồng 1 Tết cầu cho được bình an. Mồng 2 Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mồng 3 Tết thánh hóa công ăn việc làm. Cái sợ nhất của các ngài là sợ mắc vào tội thờ ngẫu tượng, mê tín dị đoan, nên đã có những tranh luận, cãi nhau ở Việt Nam và ngay ở Tòa Thánh. Sắc lệnh Ex Qua Singulari năm 1742 của Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV cấm những hình thức thờ người quá cố, các nhân vật có công với xã hội, với nghề nghiệp như là thần linh. Cho phép dùng từ ngữ Thiên Chúa, không cho dùng từ ngữ Thiên Thượng Đế, Kính Thiên. Mãi sau này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin phép Tòa Thánh cho tín hữu Việt Nam được tôn kính tổ tiên, các anh hùng của đất nước, vì đây chỉ là cách bày tỏ lòng hiếu thảo, kính mến tổ tiên, người có công trạng theo ý nghĩa phần đời. Theo thông tư của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 14/9/1965, ta phân biệt: A. Những việc chỉ có tính cách dân sự trần thế, với mục đích nhớ ơn, tuyên dương công trạng, bày tỏ hiếu thảo thì làm và tham dự chủ động. Thí dụ, lập bàn thờ tổ tiên ở trong nhà có trưng hoa quả, nhưng phải dưới bàn thờ Chúa, Đức Mẹ các thánh, treo hình ảnh người quá cố, dựng tượng, lễ tưởng niệm người có công trạng với quê hương. Những lễ có tính tôn giáo để thờ lại người quá cố, xem hương hồn người quá cố về hưởng các lễ vật chất, rõ ràng không hợp với giáo lý Công giáo. Những lễ kính các nhân vật, các thánh tổ như là thần linh, như là Thiên Chúa, đều là hình thức thờ ngẫu tượng trái với giáo lý Công giáo, cử hành ở nơi nào, nhất là nơi thờ tự, tín hữu Công giáo không được tham dự. Nếu cần thiết vì phép xã giao v.v. thì chỉ hiện diện như vị khách, hiện diện cách thụ động. Những việc lẫn lộn giữa tôn thờ ngẫu tượng và tôn kính thánh tổ hoặc người quá cố phải căn cứ vào phép lịch sử và lòng hiếu thảo, thì cần theo dư luận chung của địa phương đó để tìm ra cho mình một thái độ thích hợp khi mình có mặt tại buổi lễ đó. Chung quanh vấn đề báo hiếu người quá cố, Hội Thánh cấm những gì không hợp với giáo lý Công giáo, thí dụ thắt hồn bạch, thu hồn bạch, tấm lụa hoặc tấm vải trắng dài đặt trên ngực người hấp hối. Khi bệnh nhân tắt thở, tấm vải thâu lấy hơi thở cuối cùng và thắt tấm vải thành hình người để thờ trên bàn thờ sau bát hương. Khi tế đề chủ, người ta thâu hồn bạch rồi viết tên húy, tên họ, quan chức người quá cố vào hai mảnh gỗ do quan đề chủ viết và gia đình thờ người quá cố ở bài vị đó. Về việc ăn của cúng, Thánh Phaolô dạy giáo dân Corinto: nếu có người ngoại giáo nào mời anh em đi ăn tiệc, anh em bằng lòng đi thì người ta dọn gì anh em cứ ăn, đừng có gạn hỏi vì cớ lương tâm. Nhưng nếu có ai bảo đó là đồ cúng thần thì anh em đừng ăn vì người ta đã mách bảo.
ăn trong đám tế thần ở nơi thờ tự của họ. Không được. Văn thư tòa thánh năm 1768 và 1844. Người trong nhà ăn của cúng như ăn cơm, thường vì ngoài của cúng chủ nhà không còn nấu gì nữa. Hành khất xin của ăn người mua bán ở chợ dầu là của cúng đều được dùng. Như vậy, ta có thể trưng hoa quả, trái cây nơi bàn thờ kính nhớ người quá cố. Ta cũng có thể nói, xin ông bà, cha mẹ được lên chốn nghỉ ngơi. Vâng, chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa như vậy. Còn quý vị nghĩ như thế nào? Xin để lại lời bình luận video.